Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Mr. Jam khám phá những điều kỳ thú. Nếu các bạn nào thấy giọng của mình khó nghe thì đừng quên bật sub tại đây nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Không biết ở đây có bạn nào đã từng đến Philippines chưa? Nếu có, hãy để lại comment dưới video nhé. Có thể bạn chưa biết, đất nước Philippines hàng năm thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các trận động đất và bão nhiệt đới. Đây là quốc gia phải hứng chịu thiên tai nhiều nhất bậc nhất trên toàn cầu, nhưng lại có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với đa dạng sinh học ở mức độ rất là cao. Philippines hay còn có tên gọi chính thức là Cộng hòa Philippines là một đảo quốc có chủ quyền tại khu vực Đông Nam Á. Philippines nằm cách đảo Đài Loan qua eo biển Luzon ở phía bắc, cách Việt Nam qua biển Đông ở phía tây. Về địa lý, Philippines có diện tích là 300.000 km2, là một quốc gia rộng lớn thứ 71 trên thế giới. Manila chính là thủ đô của đất nước Philippines. Philippines nằm trên rìa tay của vành đai núi lửa Thái Bình Dương. Chính vì vậy, quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng hoạt động địa chấn núi lửa. Ở Philippines, khoảng 20 núi lửa được ghi nhận mỗi ngày. Về dân số, với dân số ít nhất là 106,7 triệu người, Philippines là quốc gia đông thứ 7 tại châu Á, thứ 2 Đông Nam Á và đứng thứ 12 trên thế giới. Ngoài ra còn có 12 triệu người Philippines sống tại hải ngoại. Về kinh tế, nền kinh tế quốc gia Philippines lớn thứ 36 trên thế giới, đứng thứ 13 châu Á và đứng thứ 5 của khu vực Đông Nam Á. Theo ước tính, GDP vào năm 2019 là 356,814 triệu USD. Các hòn đảo của quần đảo có sự phong phú về khoáng sản, do đó chúng có nguồn gốc núi lửa. Quốc gia được ước tính có tài nguyên vàng lớn thứ nhì trên thế giới sau Nam Phi và là một trong những nơi có tài nguyên đồng lớn nhất thế giới. Philippines là nhà sản xuất điện nhiệt năng lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ, đáp ứng 18% nhu cầu điện nước trong nước. Năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kinh tế Philippines rơi vào suy thoái, GDP giảm khoảng 8-9%, mức giảm mạnh nhất trong lịch sử. Về ngôn ngữ, có thể nói Philippines quả là đất nước có nhiều ngôn ngữ với 175 ngôn ngữ riêng lẻ tại Philippines, 171 trong đó là ngôn ngữ đang tồn tại, và 4 ngôn ngữ còn lại không còn người nào nói. May mà mình không sinh ra tại Philippines chứ không thì... Và rồi các bạn cũng đã tìm hiểu sơ qua về đất nước Philippines. Nếu bạn nào thích video thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.